chào đón quý vị đang cùng đến với Khách sạn 5 sao, nơi khách mời sẽ chia sẻ những câu chuyện của mình. Đó là một chuyến hành trình để tất cả quý vị của chúng ta, những khách mời, sẽ trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hello, hello, hello. Tôi không muốn đây là số đầu tiên cũng là số cuối cùng. Công việc của bố mẹ, thay bố mẹ dạy em với năm 11 tuổi thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều rất là phi thường của anh Phan Anh rồi. Chờ anh ấy vì mục tiêu có khó thì sau này mới thấy xứng đáng. Lâu lắm rồi em mới được gọi là nghĩ lại đến, thậm chí cái bức thư của chính em mà lúc đầu em còn không nhận ra là em viết. Cảm ơn Thơm. Chú thì chỉ biết nói một cái lời cảm ơn. Cảm ơn. Khách sạn 5 sao.